Tạo tài khoản Parent View như thế nào? Parent View và Student View là hệ thống thông tin cho học sinh trường công lập APS để cung cấp cho phụ huynh và học sinh quyền truy cập thông tin của trường và học sinh một cách an toàn. Parent View là một công cụ tuyệt vời để kết nối với trường học của học sinh. Bạn có thể gửi thông báo vánh mặt, kiểm tra phiếu điểm, đăng ký nhập học cho học sinh mới và thậm chí bạn có thể liên lạc trực tiếp với giáo viên. Video này sẽ trình bày cách mở tài khoản Parent View. Bước 1. Mở trình duyệt trên mạng bất kỳ trên điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng của bạn. Bước 2. Trong thanh URL hoặc thanh tìm kiếm, gõ enroll.aps.edu và nhấn Enter. Bước này sẽ dẫn bạn đến trang đăng nhập Parent View chính. Trong thanh màu tím, bạn có thể chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt bằng cách nhấp vào tiếng Việt. Bước 3. Để tạo tài khoản mới, nhấp vào tạo tài khoản mới. Bước 4. Trả lời các câu hỏi bên dưới. Khi bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi, hãy nhấp vào Continue, tiếp tục. Nếu bạn chưa bao giờ có tài khoản Parent View trước đây, hãy nhấp vào không cho tất cả các câu trả lời. Hệ thống sẽ không chấp nhận các tài khoản Parent View trùng lập. Bước 5. Xem lại hiệp định chính sách bảo mật và nếu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện, hãy nhấp vào tôi chấp nhận. Bước 6. Bây giờ bạn có thể nhập thông tin cá nhân của mình, bắt đầu bằng tên, sau đó là họ, sau đó là địa chỉ email của bạn. Xác nhận địa chỉ email và xác minh bạn không phải là robot bằng cách nhập mã số trên màn hình. Lưu ý, sử dụng tài khoản email mà bạn có thể truy cập. Bạn sẽ phải sử dụng tài khoản email của mình trước khi có thể đăng nhập vào Parent View. Mỗi email chỉ có thể được sử dụng một lần. Nếu bạn đã tạo tài khoản Parent View và gặp sự cố khi đăng nhập, vui lòng xem video khác của chúng tôi, cách thay đổi mật khẩu Parent View. Bây giờ hãy nhấp vào, tiếp tục đến bước 3. Bước 7. Tạo tài khoản hoàn tất. Bây giờ bạn đã tạo xong tài khoản của mình, bạn cần phải kiểm tra email của bạn, tìm thông báo tự động từ Parent View có tiêu đề Parent View Registration hay còn gọi là đăng ký Parent View. Email này sẽ chứa một liên kết cho phép bạn hoàn thành tài khoản và bắt đầu quá trình đăng ký. Bạn hãy nhấp vào đường dẫn Here trong email để hoàn tất. Thao tác này sẽ đưa bạn đến màn hình tạo mật khẩu. Bước 8. Thanh màu xám bên dưới có lựa chọn tiếng Việt. Bạn hãy nhấp vào Việt Nam, sau đó nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu của bạn. Lưu ý, vui lòng sử dụng mật khẩu mà bạn có thể nhớ và không bao gồm tên của bạn. Nếu bạn nhập mật khẩu mà màn hình quay lại, hãy thử một mật khẩu mới. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu, nhưng quá trình này sẽ yêu cầu quyền truy cập vào email của bạn và mất thêm thời gian. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp, lưu và tiếp tục. Xin chúc mừng, bạn hiện đã có tài khoản Parent View và có thể bắt đầu đăng ký trực tuyến. Hoặc bạn có thể liên kết tài khoản của mình với hồ sơ của học sinh đang hoạt động. Để biết thêm thông tin về các chủ đề này, vui lòng xem các video khác trong chuỗi thông tin. Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web www.aps.edu. Sweet students, get parents, sweet parent view, get student view. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn PDF hữu ích cũng như các cách khác để nhận được sự hỗ trợ.